cái đầu nó mỏi lắm. Dừng ơi! Ơi! Em gọi điện thoại kêu nó chụp tao nè. Kia nó mập quá chạy nổi không? Hả? Còn sao cũng biết được. Con hụt quýt nữa. Mày cứ nhẹ nó mày quay cho tao. Con quay hết á. Con cái tướng bả kìa, con bả sàn kìa ha, bả 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 kìa, con kìa, con kìa. Tướng bả kìa. Sao mà nó sao mấy đứa cử nó chạy chi vậy không biết. Thiếu gì nữa. Lớn ta kìa. Thiếu gì nữa chà đá không ấy. Con nó mà đá gì mà kêu nó đá. Nó phải không vậy? Chụp bên kia không ạ? À? Nhỏ này nó nhỏ, nhỏ con mà nó chạy dữ. Thank you.
ơi mày làm bài địa nha. Cái thằng kiến tập này với nhỏ kiến tập này hôm nay nó vô nữa đâu, chui vô hoài đảnh ghê. Thì là không vô cũng à, mấy đứa này nó đảnh ghê. Tâm huyết không? Con nhỏ này nhìn nó giống ếch cái mẹ, ếch nhái mẹ. Còn nhìn nó con người nó cái gớm không? Gái mà nhìn nó ghê không? Gái thể thao nhìn xấu à. Nhiều đứa là đẹp chứ ai như nó, con ếch nhái mẹ. Thằng lớp cũng quá. Mấy đứa này rảnh lắm nè, không có chuyện gì làm đâu. Cái thằng này nè nó giống giống thằng gì của mình ở bên kia làm giám thị bên kia bên khu quê á, thằng gì nhỏ con không biết được luôn mà cái miệng nó lao không quán không quán á, thằng này nè y chang nè, nhỏ con mà cái miệng to nhưng mà cái bô lao ào 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 giống gì thằng gì đang làm giám thị mệt mỏi nhưng kịp phải không, không biết được nhỏ con la ghê